Tất cả chú ý, hôm nay là ngày nghỉ. Con chốt quả này. Quả này có cái gì mà chốt? Bố phải chốt cho con. Bố phải chốt cho con, nhưng mà bố không có tiền. Chốt thì mốt đi. Nào, nghiêm túc. Đọc. Bố ơi, bố chốt cho con. Trả chuyện cho mít. Đi ra. Bố ơi, bố mua đàn cho con. Mẹ ơi, con mệt. Nhát thì cái ngày, làm sao mà tập được? Cháu không có làm sao, thì anh chị đừng có trách. Bây giờ làm thế nào cho em ăn? Vi, tắt tivi đi. Con xem tivi suốt từ nãy đến giờ rồi. Anh em cái chai cho em, không sao chịu được. Mày cứ đừng đáng đánh. Ông cố ăn đi cho mau khỏe, cả nhà vui. Hai anh em phải đoàn kết như thế thì bố mẹ mới vui lòng chứ lại. À. Ôi trời ơi, tôi yêu chàng trai của tôi lắm.